Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 19, từ câu 28 đến câu 40. Khi ấy, Đức Giêsu đi đầu tiến lên Jerusalem. Khi đến gần làng Bethphage bên triền núi gọi là Ô-liu, người sai hai môn đệ và bảo: các anh đi vào làng trước mặt kia. Khi vào sẽ thấy một con lừa con chưa ai cưỡi bao giờ đang cột sẵn đó. Các anh tháo rơi ra và dắt nó đi. Và nếu có ai hỏi tại sao các anh tháo lừa người ta ra, thì cứ nói Chúa cần đến nó. Hai người được sai đi và thấy y như người đã nói. Các ông đang tháo dây lừa thì những người chủ con lừa nói với các ông: tại sao các anh lại tháo con lừa ra? Hai ông đáp: Chúa cần đến nó. Các ông dắt lừa về cho Đức Giêsu, rồi lấy áo choàng của mình phủ trên lưng lừa và đặt Đức Giêsu lên. Người tới đâu, người ta cũng lấy áo mình trải xuống đường. Khi người đến gần chỗ dốc xuống núi Ô-liu, tất cả đoàn môn đệ vui mừng, bắt đầu lớn tiếng ca tụng Thiên Chúa vì các phép lạ họ đã được thấy. Họ hô lên: chúc tụng Đức Vua, đấng ngự đến nhân danh Chúa, bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời. Trong đám đông có vài người thuộc nhóm Pha-ri-sêu nói với Đức Giêsu: thưa Thầy, Thầy quở trách môn đệ Thầy đi chứ? Người đáp: tôi bảo các ông, họ mà làm thinh thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên. Anh chị em thân mến, Tuần Thánh bắt đầu với Chúa Nhật lễ lá, tưởng niệm Chúa Kitô vào thành Jerusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua, tức là cuộc thương khó và phục sinh của Người. Trích đoạn Tin mừng Luca chúng ta vừa nghe thuật lại việc Đức Giêsu tiến vào Jerusalem với tư cách là đấng Messiah, đấng mà Thiên Chúa đã hứa từ ngàn xưa để cứu dân khỏi ách nô lệ, khỏi tội lỗi. Chính dân chúng nhận ra Người như đấng Messiah Thiên Chúa đã hứa, nên họ đã trải áo trên lối Người đi và cùng với các môn đệ lớn tiếng ca ngợi, tung hô Thiên Chúa, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Việc Đức Giêsu tiến vào thành Jerusalem cách đột xuất và đầy khiêm tốn trên lưng một con lừa con như vậy cho thấy Đức Giêsu muốn cho mọi người nhận biết chính Người là đấng phải đến, nhưng Người không phải là đấng Messiah của chính trị xuất hiện cách oai hùng để giải phóng dân tộc khỏi ngoại bang như dân chúng và chính các môn đệ từng mong đợi, mà là đấng cứu độ con người bằng tình yêu và lòng nhân ái. Rồi trong phụng vụ thánh lễ Chúa Nhật lễ lá, chúng ta cũng được nghe trình thuật thương khó của Đức Giêsu, là điều trở thành nòng cốt của các tác giả khi viết sách Tin mừng. Các tác giả cùng hướng về biến cố lịch sử ấy để nỗ lực minh chứng rằng Kitô giáo không phải là một hoạt động phản loạn hay chính trị. Hơn nữa, các tác giả viết sách Tin mừng tố giác âm mưu đẩy Đức Giêsu đến chỗ chết, đồng thời cũng cho thấy sự vô tội của người tôi tớ, người tôi trung đau khổ của Thiên Chúa bị các tội nhân đóng đinh thập giá. Qua các trình thuật này, dân Israel khám phá ra những điểm trùng hợp giữa cái chết của người tôi tớ kiên trung và những lời thánh kinh.
Những lời này đã được nên chọn không chỉ qua biến cố chính, nhưng cả trong những chi tiết nữa. Có nhiều hình ảnh tương phản trong cuộc thương khó của Đức Giê-xu. Mới đó thôi, những cành lá, nhánh ô liu và cả những chiếc áo choàng được dân chúng dùng để tung hô, chào đón và ca ngợi Đức Giê-xu, chúc tụng Đức Vua đấng nhân danh Chúa mà đến, thì ít giờ sau được đổi thành những nắm đấm, những cánh tay giơ lên trong tiếng hô to khản đặc: giết nó đi, đóng đinh nó vào thập giá. Ngay cả những môn đệ thân tín nhất vừa mới cùng hân hoan hô vang lời chúc tụng với đám dân chúng, thậm chí đã thề sống thề chết với Thầy, dầu có phải vào tù hay phải chết với Chúa đi nữa, con cũng sẵn sàng, giờ đây cũng bỏ rơi Đức Giê-xu. Thế nhưng, trong tất cả những sự kiện ấy, Đức Kitô vẫn luôn tỏ ra người là Thầy, là người tôi tớ. Người xin Chúa Cha tha thứ, yên ủi, nâng đỡ những người phản bội, những kẻ tố cáo và giết chết người. Đó cũng chính là con đường Đức Giê-xu mở ra cho các tín hữu, cho hội thánh mọi thời đại. Lạy Chúa Giê-xu, nhìn lên thập giá, chúng con nhận ra lời mời gọi hòa giải và tha thứ mà chính Chúa đã hòa giải thế gian với Thiên Chúa Cha bằng tình yêu và sự vâng phục của mình. Xin cho chúng con cũng biết sẵn sàng nói lời hòa giải, tha thứ cho những ai xúc phạm đến chúng con, cách này hay cách khác, như chính Chúa luôn quảng đại thứ tha tội lỗi của chúng con. Xin cũng cho chúng con học nơi Chúa bài học khiêm nhu khi Chúa tiến vào thành Jerusalem, và thái độ tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá của Chúa, để chúng con biết diệt trừ những tham sân si trong mình, tiếp bước theo con đường Chúa đã đi, hầu tìm lấy niềm vui sự sống đích thực qua con đường đau khổ của thập giá.